Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình chiều hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Trước mắt Pfizer và Moderna sẽ là hai loại vaccine COVID-19 tiêm cho trẻ em. Thành phố Hồ Chí Minh rà soát kiểm tra đảm bảo an toàn cây xanh trong mùa mưa bão. Hàn Quốc nới lỏng quy định phòng dịch. Tiền Giang khởi tố 70 người kéo đến Ủy ban Nhân dân xã đòi tiền hỗ trợ COVID-19. Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp quyết định tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em theo lộ trình tại những khu vực nguy cơ cao, đồng thời đã cấp phép hai loại vaccine tiêm cho trẻ em. Hiện mới có hai loại vaccine phòng COVID-19 được cấp phép có thể tiêm cho trẻ em là Pfizer và Moderna. Tại Việt Nam, hiện chỉ có một loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ em là Pfizer. Theo Bộ Y tế, trước mắt đang triển khai tiêm ưu tiên nhóm 16-17 tuổi. Hiện nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch và rà soát đối tượng tiêm. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiếp tục tập huấn hướng dẫn cho các cán bộ y tế để triển khai tiêm chủng. Việc tiêm cho trẻ chủ yếu thực hiện ở các trường học, tiếp theo là ở các trạm y tế, các trung tâm y tế và các bệnh viện với trẻ có bệnh nền hoặc béo phì. Làm sao để tổ chức tiêm chủng vừa nhanh chóng, thuận tiện, đồng thời đảm bảo an toàn. Cùng với đó, Việt Nam vẫn đang tích cực nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và chuyển giao công nghệ. Vaccine Nanocovax là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam, đang thử nghiệm giai đoạn 3. Sau gần một tháng Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa trở lại, thị trường lao động bắt đầu khả quan và từng bước phục hồi. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ khi Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa kinh tế sau khi nới lỏng giãn cách từ ngày 1 tháng 10 đến nay, đã có 121.231 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hoạt động trở lại. Tuy nhiên, trong tình hình mới, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có nhiều thay đổi trong phương thức tổ chức làm việc, sản xuất kinh doanh. Điều này đòi hỏi người lao động cũng phải linh hoạt, thích nghi để vượt qua khó khăn. Khó khăn lớn nhất với nhiều lao động khi tìm việc trở lại là chưa có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng thao tác máy móc thiết bị. Thì công nhân cần phải mỗi ngày phải được đào tạo. Nhưng mà trong cái lúc dịch như vậy thì học hành thì cũng hơi khó. Người lao động khi đi tìm một công việc ở một cái nơi khác không phải là cái nơi cũ của mình thì tất nhiên cái quá trình hòa nhập vào cái công ty mới nó cũng là một cái vấn đề mà các bạn sẽ gặp khó khăn. Thưa quý vị, hàng trăm lao động của chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại công việc ngay khi các cửa hàng hoạt động trở lại. Và một điểm đặc biệt là hầu như nhân sự ở tất cả các cấp đều phải trang bị thêm những kỹ năng mới để đáp ứng yêu cầu mới của công việc. Thì hiện tại thì về trạng thái bình thường mới này rồi á, và những cái tiêu chí chính phủ đưa ra phải tập trung vào vấn đề là sắp xếp khách hàng như thế nào đó đến mức hợp lý để không có vi phạm. Những bàn tay khối óc này vẫn đang không ngừng học hỏi, tự hoàn thiện mình để phát huy hiệu quả mưa dầm thấm lâu. Những ngày gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp xuất hiện những cơn mưa lớn. Đây cũng là giai đoạn các cây xanh dễ ngã đổ, gây ra những thiệt hại đáng tiếc cho người đi đường. Bên cạnh các giải pháp của các cơ quan chức năng nhằm phòng ngừa cây xanh ngã đổ, người dân cũng cần hết sức cẩn trọng, chủ động phòng tránh những tình huống bất ngờ. Mới đây, mưa to gió lớn đã khiến một cây cổ thụ trên đường Nguyễn Bình Khiêm quận 1 bất ngờ bật gốc, ngã đè sập tường và trùng thú tại Thảo Cầm Viên. Rất may không làm các con vật bị thương, cũng không gây thiệt hại về người. Với bản thân tôi thì khi mà đi trên đường thì cũng nên thấy những cây to thì mình cũng nên né tránh và thật tìm cách đi qua thật là nhanh. Có những gì lo lắng thì mình sợ hãi bởi vì là không biết cây nó sẽ gãy đổ khi nào mình không biết được. Trước khi bước vào mùa mưa, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đã thường xuyên cắt tỉa, thu gọn tán cây, mé nhánh nặng cành. Ngoài việc tỉa cây xanh thì mình cũng có thể là có những cái chiến dịch hoặc những hoạt động để mà mình giúp cải tạo và giúp cây xanh và đường phố tươi tốt, xanh tươi hơn cho thành phố. Chăm sóc cây xanh thì đây là công việc thường xuyên, hàng ngày để đảm bảo cho cái cây sinh trưởng phát triển bình thường và cũng là đảm bảo an toàn cho người dân. Sau 9 tháng thí điểm thu gom chất thải rắn trên sông, kênh rạch sử dụng công nghệ mới trên tuyến sông Vàm Thuật, Bến Cát, Tham Lương với chiều dài tuyến gần 17 km, gần 90% lượng rác thải ở tuyến kênh này đã được xử lý, dần phục hồi chức năng tiêu thoát nước trong khu vực và trả lại mỹ quan đô thị, ghi nhận của chương trình. 800 hộ dân tại đây đã chứng kiến tuyến sông này từng bước thay da đổi thịt. Được làm như thế này là sạch sẽ, người dân cũng không còn có mùi hôi như trước kia nữa. Dòng sông cũng thoáng, nước cũng trong. Bình thì nó sạch hết luôn,
rác không có rác rưới luôn. Rồi mình thấy ta sạch, mình cũng phải sạch theo ta luôn. Theo Trung tâm Quản lý Đường Thủy, trung bình mỗi ngày các thiết bị thu gom từ 35 đến 40 tấn chất thải rắn. Thì trên cơ sở mà cái thí điểm vớt rác trong cỏ lâu bình trên tuyến sông Vàm Tuột, thì Sở Giao thông sẽ tổ chức đánh giá cái hiệu quả của việc thí điểm này. Trên địa bàn thành phố hiện có 62 tuyến sông kênh rạch có chức năng vận tải đường thủy nội địa. Tuy nhiên có từ 10 đến 15 tuyến có tình trạng ô nhiễm cần được xử lý. Sở Giao thông Vận tải cũng đã có kế hoạch duy tu phục hồi các tuyến sông này, đáp ứng việc phát triển du lịch đường sông của thành phố Hồ Chí Minh. Hàn Quốc hôm nay bắt đầu nới lỏng các quy định phòng dịch để tiến tới giai đoạn sống chung với COVID-19. Giai đoạn 1 của việc nới lỏng sẽ kéo dài 1 tháng. Nếu tình hình diễn tiến đúng kế hoạch, thì Hàn Quốc sẽ mở cửa hoàn toàn vào tháng 2 năm sau. Trong giai đoạn 1 mở cửa, Hàn Quốc dỡ bỏ hạn chế về thời gian hoạt động của các nhà hàng và quán cà phê, đồng thời áp dụng thẻ xanh tiêm chủng cho các địa điểm nguy cơ cao, ví dụ như phòng tập thể thao, nhà tắm và quán bar. Các sự kiện thể thao ngoài trời được phép tiếp nhận khán giả ở 50% công suất, trong khi các buổi hòa nhạc được phép nhận tối đa 100 khán giả. Chính phủ Hàn Quốc ra quyết định này sau khi đất nước đạt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số. Hiện tại đã có 72% người dân Hàn Quốc tiêm đủ mũi và gần 80% đã tiêm ít nhất một mũi. Trong khi đó, chính quyền thủ đô Kiev của Ukraine ngày 28 tháng 10 thông báo người dân sẽ phải trình chứng nhận tiêm chủng khi vào nhà hàng, phòng gym và các phương tiện giao thông công cộng. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh và giải trí chỉ được phép mở cửa nếu như tất cả nhân viên được tiêm ngừa. Kiev đã được chỉ định là vùng đỏ COVID. Trong 24 giờ qua, Ukraine ghi nhận hơn 26.000 ca nhiễm mới và 576 ca tử vong vì COVID-19. Kháng phòng hợp tại trụ sở Liên Hợp Quốc tuần này đã bị một phen náo loạn khi một chú khủng long tiến vào phòng họp và bước lên bục phát biểu. Loài vật đã tuyệt chủng này là đại sứ của chiến dịch nâng cao nhận thức mới nhất do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP thực hiện. Chú khủng long có tên Frankie này là một con khủng long bạo chúa T-Rex. Dĩ nhiên, Frankie chỉ là sản phẩm của kỹ xảo điện ảnh. Ít nhất thì khủng long chúng tôi cũng bị thiên thạch đâm vào. Còn vài người thì sao? Các bạn đã biết đến thảm họa khí hậu. Vậy mà mỗi năm, chính phủ các nước vẫn chi hàng tỷ đô la ngân quỹ cho các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch. Frankie nhấn mạnh đây là thời điểm để con người ngừng diện lý do. Thay vào đó, hãy bắt đầu thay đổi, vực dậy nền kinh tế sau đại dịch và hãy cứu lấy tương lai của loài người. Đừng chọn tuyệt chủng, hãy cứu lấy giống loài của mình trước khi quá muộn. Liên quan đến vụ việc hơn 70 người kéo nhau đến Ủy ban Nhân dân xã đòi tiền hỗ trợ COVID-19 mà chương trình 60 giây đã đưa tin, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để điều tra các cá nhân liên quan. Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 4 tháng 10, trên quốc lộ 1 phía trước cổng vào Ủy ban Nhân dân xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, xuất hiện khoảng 70 người dân tụ tập, mang theo băng rôn có nội dung Nhân dân xã Tân Lý Tây cần hỗ trợ gấp. Một số người trong đoàn đã dùng điện thoại di động quay clip và phát trực tiếp lên mạng xã hội. Tất cả đã được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã mời vào hội trường để làm việc. Qua rà soát, trong số 70 người, ghi nhận 27 người thuộc diện được hỗ trợ khó khăn do dịch, 43 người không thuộc diện hỗ trợ nhưng đi theo. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định người rủ rê, kích động là NVD, 64 tuổi. Dù biết huyện Châu Thành đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 tăng cường, nhưng đối tượng này vẫn là băng rôn, rủ rê 40 người dân gần nhà ra đường. Trên đường đi, sau đó có khoảng thêm 40 người nữa nhập vào đoàn. Hiện cơ quan điều tra đang thu thập chứng cứ đối với các hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định. Một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu đã bị Công an Tây Ninh đột kích vào hôm qua. 25 đối tượng liên quan đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Vào khoảng 14 giờ ngày 28 tháng 10, tổ công tác đột kích vào khu vực phía sau nhà ông Phạm Văn Hoàng, thuộc ấp xóm mới 1, huyện Gò Sầu, bắt quả tang 25 người đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Các đối tượng ngụ tại các huyện Gò Sầu, Châu Thành và tỉnh Bình Phước, chiếu bạc do Hồ Văn Tấn làm cái. Tang vật thu giữ gồm 82 triệu 600 nghìn đồng, 24 điện thoại di động và nhiều vật dụng liên quan. Tại trụ sở cơ quan điều tra, Tấn khai nhận từ giữa tháng 10 năm 2021 đến nay, thường chọn những nơi vắng vẻ hoặc khu đông dân cư chỉ có một đường nhỏ hẹp đi vào để tổ chức đánh bạc. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
Khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay, một vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa đường Đông Tây 1 và đường Trục Chính Bắc Nam, đoạn qua khu phố 1 thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng tông trực diện vào hông xe ô tô 7 chỗ ngay giữa ngã tư khiến 3 người bị thương. Thời gian trên, chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường Trục Chính Bắc Nam hướng từ huyện Hớn Quản đi thành phố Hồ Chí Minh, đến đoạn ngã tư giao nhau giữa Trục Chính Bắc Nam và đường Đông Tây 1, bất ngờ tông trực diện vào hông xe ô tô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Viết Uyên, 41 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản điều khiển chở 3 người trên xe. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe ô tô 7 chỗ bị thương phải đưa đi cấp cứu. Cảnh sát giao thông công an huyện Hớn Quản nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang từng bước trở về nếp sống bình thường với các hoạt động ăn uống tại chỗ bắt đầu trở lại trong mức độ an toàn phòng dịch. Tuy nhiên đi cùng với đó là sự xuất hiện trở lại của các vi phạm về lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn, ghi nhận tại một chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức vào tối qua. Tại giao lộ Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân thuộc phường Linh Đông, tổ công tác ra hiệu dừng hàng loạt phương tiện xe gắn máy vào chốt tiến hành đo nồng độ cồn. Ngay trong tối cùng ngày, đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn đã lập biên bản 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. 5 xe máy được lực lượng chức năng tạm giữ theo quy định. Những người có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên lít khí thở có thể bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng. Thì nói chung anh em bạn bè có giao tiếp bằng chút xíu. Thì có ghé vô làm cho anh em ngồi uống lon hay lon. Nhiều người giải thích là do có hẹn với người quen nên đã uống bia. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn xử lý theo đúng luật định. Người vi phạm phải gọi điện nhờ người thân đến đón về. Thông tin cập nhật giờ chót, chiều nay một vụ cháy đã bất ngờ bùng phát tại một văn phòng tuyển dụng lao động tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Lửa cháy dữ dội nhanh chóng lan sang hai kiosk quán ăn kế bên, khiến nhiều vật dụng bị thiêu rụi. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13 giờ tại thôn Mao Dục. Nhiều người cùng nhau dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc bên trong và kèm theo tiếng nổ. Đội phòng cháy chữa cháy đã huy động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Thời điểm xảy ra cháy trên địa bàn có mưa, nhờ vậy đến hơn 14 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều vật dụng của cả ba kiosk bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ ngành và địa phương về việc áp dụng hộ chiếu vaccine và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ phát triển kinh tế. Theo đó, Bộ Y tế sẽ chủ trì ban hành thống nhất mẫu hộ chiếu vaccine của Việt Nam ở dạng giấy và điện tử, có cơ chế xác thực điện tử trước ngày 5 tháng 11. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình 60 giây chiều hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.